Gác quá, gác quá, gác nước quá. Đặc kỳ, đặc kỳ, mình phải uống một ngấm mới được. Đã quá, đã quá đi. Đằng kia kìa, ở cái ốc đảo đó, hắn đã chạy đến đó. Thấy hắn rồi, mau bao vây mắt hắn lại. À, chết tiệt, bọn chúng phát hiện ra mình rồi. Mau, mau dừng lại. Lũ Real Man đến từ quá khứ. Nơi này không thuộc về các ngươi. Tại sao các ngươi lại muốn đuổi cùng giết tận lời bọn ta? Bởi vì chúa tể bọn ta đã ra lệnh như thế. Chúa tể bọn ta muốn tới đây chiếm lấy hoàn toàn hành tinh của các ngươi, xé xác các ngươi. Lời camera man của các ngươi là một lời đáng chết. Các ngươi nói cái gì? Bọn ta chưa bao giờ từng đụng chạm các ngươi. Tại sao các ngươi lại căm thù bọn ta như thế? Bởi vì trong quá khứ, chúa tể của bọn ta suýt nữa thì bị giết chết. Trong số những kẻ ra tay với ông ấy, có một kẻ là cameraman. Chúa tể chúng ta rất căm thù loại cameraman. Được rồi, không nói nhiều với hắn nữa, xé xác hắn luôn đi. À, lũ chết tiệt mũi khoan đến từ quá khứ này, các ngươi thật vô lý. Vậy thì ta sẽ liều cái mạng cùi này chết chung với các ngươi. Chết hết đi. Sao cô lại ở đây? Sau khi loài Real Man xuất hiện ở thế giới của chúng ta, bọn chúng đã giết sạch chúng ta. Tôi sợ quá nên nấp vào trong một hang động. Đến khi mọi chuyện đã im lặng xuống, tôi mới lén ra ngoài lấy đi xác của những đồng loại chúng ta, rồi bỏ lên con thuyền này, nhanh chóng đi một nơi thật xa để chôn cất họ. Thì ra là vậy. Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng không lẽ chúng ta sẽ chịu cảnh bị mất quê hương, đồng loại chết hết đây sao? Phải chấp nhận như vậy thôi, chứ bây giờ biết làm sao? Không được, tôi phải báo thù, tôi phải giết chết lũ Real Man đó. Tôi phải mạnh lên. Bây giờ tôi sẽ mượn sức mạnh của những người đồng loại đã chết, hấp thu tỷ của họ để cường hóa cơ thể tôi mạnh hơn. Tôi sẽ đi tìm bọn chúng báo thù. Này, anh không được làm như vậy. Họ đã chết rồi, anh không được xúc phạm họ. Dừng lại đi. Xin lỗi tất cả đồng loại. Xin lỗi chúa tể cameraman. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của các người, thay thế các người, đòi tất cả lại từ bọn chúng. Người của cậu to lớn hơn rồi kìa. Nhưng cơ thể của cậu vẫn chi chích rất nhiều vết thương. Thôi, bỏ đi. Chúng ta hãy cùng nhau cao chạy xa bay, làm lại một cuộc đời mới. Không, tôi sẽ không hèn nhát bỏ chạy. Camera Woman, cô hãy đi trước đi. Khi nào thế giới này tôi đã giành được từ tay bọn chúng, tôi sẽ gọi cô quay về. Tụi bay, thấy có đẹp không? Số kim loại quý hiếm này là cha của ta đã dành tặng riêng cho ta đó. Là một lũ Real Man à? Khốn kiếp, còn có một tay thành Real Man nữa. Chết tiệt, đến lúc ta sẽ diệt trừ các ngươi để lấy lại nơi này rồi. Tụi bay, gắn cho tao bộ này đi. À không, bộ bên này. Không, bộ đằng sau tao đi. Trời đất ơi, nhiều quá. Bộ nào cũng đẹp thật. Lũ Real Man kia, các người sẽ không còn cơ hội để lựa chọn nữa đâu. Kẻ nào vậy? Hôm nay ta sẽ đại diện cho loài cameraman, đại diện cho chúa tể của ta mà bị các ngươi giết, báo thù tất cả. Nợ máu phải trả bằng máu. Ồ, thì ra là lũ thù chẳng. Nhìn ngươi kìa, cơ thể của ngươi còn đang bị thương rất nhiều chỗ. Vậy mà ngươi muốn đi báo thù hay sao?
Vậy được, để bổn thiếu gia ta đây cho ngươi một bài học. Chết tiệt, thì ra ngươi chính là con của tên chúa tể Riêu Man. Hay lắm, hay lắm. Cha của ngươi đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên hành tinh của ta. Vậy thì ta xin lấy mạng của con hắn để báo thù. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày có thể giết chết tao bằng cái cơ thể tàn phế này à? Ngươi đừng quá khinh thường ta. Ta tuy tàn chứ không phế đâu. Ta đủ sức để giết chết ngươi. Không hay rồi, không hay rồi. Cậu chủ đã chết rồi. Mau liều mạng, không chờ thứ camera mạng đó lấy đi những khối sắc nguy hiểm của chúng ta. Chết đi lũ Riêu Man đáng ghét. Các người không cho ta tới gần chỗ những khối sắt này hay sao? Cái gì? Những thứ này là do tên chúa tể Riêu Man tặng cho con trai hắn à? Được lắm. Vậy để ta thay mặt con trai hắn hấp thu hết tất cả những khối sắt ở đây. Không ấy rồi. Mau Báo cáo cho chúa tể Riêu Man biết thôi. Gì thế này? Trời đất quỷ thần ơi, mình cảm thấy cơ thể mình thật là bồng bềnh. Không lẽ mình đã đạt được trạng thái siêu phàm rồi hay sao? Hay lắm. Lũ Riêu Man nhỏ bé chết tiệt kia, các người cứ chạy về phía của thủ lĩnh các ngươi đi. Đây, các ngươi đi đâu mà sao vội vàng thế? Sao? Hay lắm. Vậy là cha của ta sẽ dành tình thương mỗi mình ta mà thôi. Nhưng khoan, kẻ nào đã giết chết nó vậy? Thưa cậu hai, là một tên camera to lớn, cơ thể đầy hư hỏng, nhưng hắn rất mạnh. Đúng là một kẻ vô dụng, được cha của ta tặng cho những thứ quý hiếm mà không biết tận dụng, lại để cho một lũ thua cuộc giết chết. Lũ Riêu Man nhỏ bé, cảm ơn các ngươi đã dẫn đường ta tới đây. Cuối cùng ta đã tìm thấy một tên Riêu Man khổng lồ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi không phải là tên chúa tể đó, mà lại là đứa con còn lại của hắn. Không sao, ta sẽ giết ngươi để cho hắn cảm nhận được nỗi đau đớn mất người thân là như thế nào. Cậu cả ơi, là tên camera man đó, hắn đã hấp thu lấy những bánh sắt quý hiếm của chúa tể cho cậu ba, bây giờ đã biến đổi thành hình dạng này rồi. Mẹ kiếp, thiệt ra là ngươi. Tình cơ hội chắc tan, mau trả lại những mảnh sắt quý hiếm đó cho ta. Cha của ta không ban tặng cho ta, mà ban tặng cho tên ngu ngốc đó, lại bị ngươi phỏng tay chết. Được rồi, bây giờ ta sẽ xé xác ngươi để hấp thu lại những mảnh sắt đó. Ngươi nghĩ ta yếu đuối như những cameraman khác hay sao? Ngươi lầm rồi. Bây giờ ta đã khác. Ta chính là Future Titan Cameraman. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh mới của loài cameraman bọn ta. Nhận lấy nè. Mẹ kiếp, nói nhiều quá đó. Lên đi. Tình chất này, tình ăn cắp. Thủ chúng mày hẹn lẽ sẽ chết sạch rồi. Lại thật không ngờ bọn ta sơ sót để cho một tên như mày sống sót. Được rồi, hôm nay tao sẽ khoan cho cơ thể mày không còn chỗ để qua. Sau đó tao sẽ lôi xác mày đến chỗ cha của ta, để ông ấy thiêu đốt mày thành tro bụi. Tôi không cần phải lôi ta đi đâu cả. Ta sẽ giết chết ngươi, rồi sau đó đến chỗ của cha ngươi. Tình tài thành chúa tể gì đó rồi cũng sẽ bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Ta sẽ giải phóng hành tinh của ta, xóa sổ sạch loài Riêu Man xấu xa của các ngươi. Mạnh quá, tha cho ta. Không ai rồi, cậu cả cũng đã chết rồi.